Cùng Icerfire Trainer đi tìm hiểu những lưu ý trong quá trình chiên, dán với nồi chiên không dầu. Sau khi đã chuẩn bị cũng như sơ chế các nguyên liệu xong, thực phẩm sẽ được đưa vào nồi và bắt đầu quá trình chiên dán. Người dùng hãy nhớ những lưu ý sau. Đặt thực phẩm vào nồi chiên. Không nên đặt quá đầy để tránh thực phẩm không được chín. Điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu nướng đối với từng loại thực phẩm riêng để đảm bảo thực phẩm vừa chín tới. Thơm ngon, bổ dưỡng. Lắc nhẹ giỏ đựng thức ăn trong nồi chiên không dầu trong quá trình nấu nướng để đảm bảo thực phẩm chín đều. Sau khi thực phẩm chín, rút phích cắm, chờ khoảng 3 phút để hơi nóng từ nồi chiên không dầu thoát ra hết sau đó mới lấy thực phẩm ra. Đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Hướng dẫn sử dụng nồi chiên không dầu dễ dàng như sau. Bước 1: Chuẩn bị thực phẩm nấu nướng. Đây là một bước cực kỳ quan trọng giúp món ăn được ngon hơn đồng thời bảo vệ được nồi chiên không dầu để sản phẩm phát huy tối đa tính năng của mình. Một số lưu ý để các bạn có thể chuẩn bị nấu nướng bằng nồi chiên không dầu an toàn nhất. Giữa sạch các loại thực phẩm đem nấu. Để giáo khô, tránh tình trạng thực phẩm vẫn còn nhiều nước khi cho vào nồi chiên dầu, điều đó sẽ ảnh hưởng để công suất sử dụng. Nên cho vào nồi chiên không dầu những thực phẩm có thời gian chín giống nhau. Ví dụ như, bạn không nên cho thịt và củ quả vào cùng lúc, Điều đó sẽ khiến một loại thực phẩm chín nhanh hơn so với thực phẩm kia. Đối với các loại thực phẩm ít mỡ như thịt nạc, rau củ quả, các bạn nên phết ít bơ lên bề mặt để giúp thực phẩm được thơm ngon, béo ngậy hơn, đồng thời tránh tình trạng thực phẩm bị cháy trong quá trình nướng. Lựa chọn nồi chiên không dầu tốt cũng là một trong những bước quan trọng giúp các bạn có thể kéo dài tuổi thọ cho thiết bị của gia đình. Hiện nay các bạn có thể cân nhắc lựa chọn những sản phẩm có mức giá phù hợp và tính năng hiện đại như nội chiên không dầu Panasonic Nidec 2201 hay Tirot tiến sĩ 903 để sử dụng. Nồi chiên không dầu Panasonic Nidec 2201 có dung tích 2,2 lít, 1.400 vđút, phù hợp với số lượng thành viên từ 1-2 người. Trong khi đó, nồi chiên không dầu Tirot tiến sĩ 903 có mức dung tích 11 lít, 1.400 vđút. Chiên nướng chân không, phù hợp với số lượng thành viên nhiều hơn. Bước 2, chiên gián thực phẩm với nồi chiên không dầu, nồi chiên không khí. Sau khi đã chuẩn bị nguyên liệu để nấu nướng, các bạn cũng cần lưu ý cách nướng thức ăn bằng nồi chiên không dầu để đảm bảo độ ngon cho món ăn. Đây là bước sử dụng nồi chiên không dầu quan trọng nhất mà bất cứ bà nội trợ nào cũng cần để tâm đến. Xoay núng công tắc của nồi chiên không dầu đến vị trí 3 phút để nồi được làm ấm trước khi nấu nướng. Đây là cách bảo vệ nồi chiên khỏi bị thay đổi nhiệt độ đột ngột. Đặt thực phẩm vào nồi chiên, không nên đặt quá đầy để tránh thực phẩm không được chín. Điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu nướng đối với từng loại thực phẩm riêng để đảm bảo thực phẩm vừa chín tới. Thơm ngon, bổ dưỡng. Xóc giỏ đựng thức ăn trong nồi chiên không dầu trong quá trình nấu nướng để đảm bảo thực phẩm chín đều. Sau khi thực phẩm chín, rút phích cắm, chờ khoảng 3 phút để hơi nóng từ nồi chiên không dầu thoát ra hết đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Bên cạnh cách sử dụng nồi chiên không dầu, vệ sinh nồi chiên không dầu như thế nào cũng là một vấn đề được nhiều bà nội trợ quan tâm. Sau đây là một số lưu ý khi vệ sinh nồi chiên không dầu. Sau khi rút phích cắm nồi chiên không dầu, để thiết bị nguội hẳn. Các bạn có thể lau sạch mặt ngoài bằng khăn ấm. Bỏ nồi, khay nướng, giỏ ra khỏi thiết bị và bắt đầu giữa bằng nước giữa tren và khăn mềm để làm sạch thực phẩm bám trên giỏ, khay nướng, đáy nồi, các bạn đổ vào nồi cùng một chút nước giữa chén, đặt giỏ vào nồi. Năm khoảng 10-15 phút. Sử dụng bàn chải mềm để loại bỏ cặn thức ăn bám trên thanh đốt nồi chiên không dầu. Lợi ích khi nấu ăn bằng nồi chiên không dầu như sau. An toàn tiện lợi là lợi ích đầu tiên mà dầu ăn không dầu mang lại. Nếu bạn muốn chiên cá, thịt chỉ cần sơ chế và cho vào nồi chiên hẹn giờ để nồi tự chiên mà không lo bị cháy. Giảm bớt lượng dầu mỡ đáng kể trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Hầu hết các loại nồi chiên không dầu đều hoạt động dựa trên nguyên lý làm nóng lên đến 200 độ C. Đối lưu nhanh và mạnh quanh thực phẩm để chiên giòn đều và làm chính thức ăn mà không cần dầu mỡ. Giúp giảm tới 80% lượng chất béo vào cơ thể. Nồi chiên không dầu giúp bà nội chợ nấu ăn nhanh và nhàn hơn nhiều so với cách nấu truyền thống. Chưa kể, Nồi chiên không dầu cũng đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, trung bình nồi chiên không dầu sẽ mất 30 phút để chiên cá, đùi gà, 15 phút để chiên khoai tây. Số tiền điện quy ra rẻ hơn nhiều so với tiền gas, dầu ăn mà bà nội chợ chiên theo cách truyền thống. Rất có lợi cho những người muốn giảm cân nhưng lại yêu thích đồ chiên. Tác hại khi sử dụng nồi chiên không dầu như sau: mặc dù sử dụng nồi chiên không dầu tiết kiệm chi phí tốt cho sức khỏe tiết kiệm thời gian nhưng nó cũng khiến nhiều bà nội chợ băn khoăn vì khi sử dụng nồi chiên không dầu thức ăn chiên sẽ khô hơn và không được ngon như chiên bằng cách truyền thống với một số nồi chiên không tháo dời được phần chiên và phần dầu sẽ gây khó khăn cho bà nội chợ trong việc vệ sinh chi phí mua nồi chiên tốt cũng không rẻ giá thành hầu hết đều từ 2 triệu trở lên nếu không kiểm soát quá trình riêng có thể khiến thức ăn bị cháy khét. Icer File Trainer là kênh update thông tin sản phẩm 24-7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.